chiếc tàu Phú Mùa với mấy cái pha mọi người. Rồi tàu mình tán ghẻ với ốc. Quán ốc Phú Ba mọi người. Con ngọc mình tắm.
dâu mày lột dâu mất dạy. Về được cả chân bá khay à, bá khay một ống. Xem được nhá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
số ghẻ của hai ngày à. Vài ngày thôi. Bên kia tàu thu mua mọi người ạ. Tàu mình bán cả ốc thu vàng này. Ốc ấy mấy mươi anh cầu? Vừa tiếp bán mấy mươi. Chưa đi phiền gì không quan tâm. Các bác mua được mấy đồng? Về đây vay. Mua được mấy đồng? Có mua ấy thì có mua đây không mấy đồng tiết trả. Bác ai biết trả thế là. Anh này cứng cả. Anh nhớ Quỳnh nào anh? Em ở Quỳnh Tu, Quỳnh Tu, Quỳnh Tu. Cháu đi đi. Mấy anh nhau cầu mực mọi người ạ. Cầu tố mà giới thiệu tiện anh luôn em. Tố mà mọi người à, anh quý nha, đây nha, quý nha mọi người. Anh chưa ra không đây? Thả được mực ơi. Quay mực lá đấy đó. Mực à. Hôm nay anh Đông đang ngồi ăn mì xôm. Thằng này tao là mày quay vẫn quay, quay ông thiết thằng đá vậy nè. Có mấy hay. Đây thế là anh cậu được có một lá. Ốc ba đây, ốc loại 1 mấy mươi, nhập mấy mươi anh Quy? Ốc 1 đây. Ốc 1 thì tiêu 6. Tiêu 6 à? 1, 8, tiêu 8 anh. 7, tiêu 8 anh nha, được 7, tiêu 8, 6 lần mấy. Hôm nay được, chưa được loại 1 rồi ạ. Hôm 7 là mấy loại 1. Rồi, được các anh. Các anh mua có ghẻ nhập mấy tầm nghìn ký ghẻ mấy tầm anh ghẻ vô 208 rồi. Trước mấy bà được một cua rồi bỏ bao đi được một cua mọi người. Cua biển, cua này ăn không ngồi đâu mọi người, không ngồi mang cua tông bờ tông sông. Cùng của em đặt cho mà không dám có đặt tám không người đâu. Quay biển thì cầm mang cần téo mọi người ạ. Ở đâu? 15 cần mang ý lốc luôn. Cái cần này chất liệu là mang ý lốc mọi người ạ. Cái
cái trái thì ấy con hái cái hát nhưng mà đập mà chẹt vào gì mà được thì cần đập ra ra tí này tự nhiên là đập mà chẹt vào gì luôn đúng không? Ôi chó con 5 cân này nè. 5 cân hái này nhưng mà con 5 cân này nè. 5 cân này nhưng mà đấy, 5 cân này chưa bị nhá. Ốc này cân bằng cân đồng hồ. Con 3 cân hòa túi cân nữa. Con ốc này bằng hái nè. Phải cân rõ rồi. Nhưng mà đề nghị cháu nó đập cái háng ra tí nhá. Hái mà chẹt chẹt mẹ quá thật đấy gì. Háng ơi chỉ mỏng đi là lúa luôn rồi. Đấy bạn đấy xem con đồng một con này một không? Quá wow, cân rồi, nhìn là biết, chắc ông này không bao giờ được loại 1, bóp thì tuổi vé chứ, tuổi 1 chặt đâu. Ông này sao được loại 1 rồi anh, 6, 7, 1 loại 1 mô. Cá thì mất mẻ, hại mình mấy gì. Anh cứ cầm đi rồi em đưa tiền hậu, em cứ ghi rõ đây chứ. Rồi, về em đưa cho bà chủ chứ. 6 triệu. Tao sẽ vào đây em đi. 6 triệu 880. Nhập được 6 triệu 8 mọi người. Gần 7 triệu nữa, gần 6 triệu 9 nữa. 6 triệu 8 là kê, 6 triệu 9. Được rồi chú bà. 6 triệu 880. Cú Linh, cú Linh nha. Linh ra đây ra biển chơi. Đây, cú Linh. Linh, xoay mặt nào. Thôi đi con mà lấy tiền mà đi con lấy tiền lấy tiền lấy bia rồi là được không bia tiền à có bia nhập thu mua có bia uống mọi người ạ. Một thùng bia Sài Gòn. Rồi. Tiền này để vào chủ từ bá này. Có được chí. Ê, ra liên hoan đi, liên hoan liên hoan. Có bia uống, có bia uống. Liên hoan đâu? Có bác Hành mở thôi. Có mực cơ. Bây giờ mình sẽ nghỉ máy nha mọi người.